Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2024 của Bộ Y tế để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế, số tiền là 424 tỷ 514 triệu đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2024. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí.